Hello anh em, chào mừng đã đến với MGN Esports. Cuối cùng thì mùa giải Liên minh Huyền thoại năm 2023 cũng chính thức khép lại khi thị trường chuyển nhượng mùa đông đã dần hạ nhiệt. Hầu hết các đội tuyển đến từ những khu vực lớn trên thế giới đã chốt xong đội hình và bắt đầu bước vào quá trình tập luyện, chuẩn bị cho mùa giải 2024 sẽ sớm diễn ra trong hơn một tháng nữa. Hôm nay, anh em hãy cùng với MGN Esports tổng hợp toàn bộ những thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý nhất ở phiên chợ đông cuối mùa giải 2023 vừa qua để xem đâu là đội tuyển nổ bom tấn to nhất và cái tên nào sẽ bắt đầu mùa giải năm tới với đội hình phế như Jack Joker Esports nhé. Trước khi bắt đầu thì anh em cũng hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới để ủng hộ tôi sớm lên được 100k sub nhé. Sự ủng hộ từ anh em sẽ là động lực to lớn cho tôi tiếp tục làm thêm nhiều video với nội dung thú vị hơn nữa để phục vụ mọi người trong tương lai đấy. Cảm ơn anh em rất nhiều, giờ thì vào video thôi. Hãy bắt đầu với LCK của Hàn Quốc, khu vực mạnh nhất thế giới Liên minh Huyền thoại suốt 2 năm liên tiếp vừa qua. À không, có lẽ như tôi nhầm lẫn đôi chút. Khu vực nằm sấp trước LPL sao có thể mạnh nhất thế giới được? Đứng trên đỉnh muôn loài hiện tại không phải là LCK mà là LOL Championship T1. Và nhắc đến T1 thì chúng ta không thể bỏ qua màn giữ chân toàn bộ đội hình vô địch thế giới của họ tại thị trường chuyển nhượng cuối năm nay. Tưởng đâu thì sẽ ly kỳ hấp dẫn như là cô dâu 8 tuổi, nhưng cuối cùng thì lại chóng vánh như cái cách mà Crush bỏ đi khi biết bạn chạy con quầy tàu. Bất chấp suốt 2 tháng trước đó, các thành viên của T1 liên tục sướt mướt rằng đây sẽ là mùa giải cuối cùng bên nhau. Dù vô địch thì năm sau cũng chìm cút vì quỹ lương không cho phép. Cuối cùng thì chỉ sau một đêm say, T1 đã tái ký hợp đồng thành công với Zeus, Gumayushi và Keria, cộng thêm huấn luyện viên Tom rồi sau đó là huấn luyện viên Roach. Owner và Faker vẫn còn hợp đồng cho nên tiếp tục ở lại là tất nhiên. Vậy là lô hàng bình oxy nguyên chất mà các fan nữ đã đặt mua sẵn xem như vô tác dụng. Khi mà T1 giữ chân thành công đội hình vô địch chung kết thế giới quá dễ dàng, niềm vui cho các T-con còn nhân đôi khi trước đó chiến hạm đỏ đã công bố sự trở lại của Koma trong vai trò tân huấn luyện viên trưởng. Với những tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới cộng thêm thuyền trưởng huyền thoại Koma tái hợp để lèo lái con tàu chiến, T1 chắc chắn sẽ là đội tuyển đáng gờm nhất của mùa giải năm sau. Cả thế giới sẽ hết T1 và cố gắng gặt dò họ ra khỏi con đường hoàng kim với 4 danh hiệu Grand Slam. Ở một diễn biến khá tương tự, sau khi bị tống cổ lên ghế dự bị suốt cả mùa giải, Bảy Liêm của Thụy Điển thực hiện một cuộc phỏng vấn với liều báo Morgan28 khẳng định rằng Fnatic đã phổi bạn anh. Sau đó anh liền cuốn gói ra đi sang Hàn Quốc dưỡng già vì khát khao thi đấu đến tận năm 41 tuổi. Độ tuổi đỉnh cao đời người, Bảy Liêm Thụy Điển đã ký hợp đồng với đội trẻ của T1 và tiếp tục chơi chuyên nghiệp. Vậy là chúng ta có T1 Reflex, một bản hợp đồng siêu hời của cả hai bên. Anh Bảy Thụy Điển sẽ bú một núi fame từ thương hiệu T1 nổi tiếng toàn cầu, còn T1 cũng bú đỡ fame của Reflex, cái tên chưa bao giờ hết hot ở thị trường phương Tây. Cả hai sẽ kiếm bộ tiền từ truyền thông, còn chuyên môn thì chưa chắc. Hy vọng thì không có một ông thầy hói đầu nào nữa xuất hiện và đầy đọa anh Bảy Thụy Điển nữa. Trái ngược với T1, đại kình địch Gen.G quyết tâm đập đi xây lại đội hình sau khi trở thành nỗi nhục của LCK tại chung kết thế giới 2023. Con trai của BLG đồng loạt chia tay Doran, Peanut và Delay, giữ chân Chovy cùng Bay để làm bộ khung mới. Sau một thời gian dài Delay rất chi là rườm rà, Gen.G công bố toàn bộ đội hình của họ với những bản hợp đồng mà trên cộng đồng mạng ai cũng biết hết trơn rồi. Top là Kin trong vai trò con trai của thần sấm, dừng là Canyon aka truyền nhân Ochifly, rời bỏ bản thân để đi tìm vinh quang. Mid là Chovy trong vai anh Vinh dọn lúa, tường dưới là em Bay, Slayer người Hàn. Và hỗ trợ cho em Bay là công chúa Lay Hands trở lại đội tuyển cũ sau một năm chia tay. Đội hình này của Gen.G là một super team về mặt kỹ năng nhưng thực tế lại là một Sona team khi mà ai cũng có thiên hướng bị cầm. Vì vậy nếu có thể giải quyết được vấn đề giao tiếp và côn team, Gen.G sẽ trở thành ứng viên nặng ký nhất cho ngôi hạng nhì. Nhắc đến Canyon thì không thể bỏ qua Showmaker, người đã đóng vai trò Ochinotel trong khi chứng kiến anh bạn thân bỏ mình và đi ở phiên chợ đông này. Ngược lại thì Boy Owner Charm, Cursante tiếp tục ký hợp đồng với DK để ở lại đây trọn đời. Nhưng quá đen cho anh trưởng Showmaguy, các đồng đội của anh tại mùa giải năm sau không bị cầm thì cũng no hope. Gần như là endgame sớm với DK và anh trưởng rồi. Ba ngôi sao hoàng thải của Gen.G là Doran, Peanut và Delay kéo nhau qua gia nhập một super team khác mang tên Hanwha Life. Ba cái tên kể trên kết hợp cùng với anh Di Cá và thần tiễn Viper, Hanwha Life thậm chí còn khỏe hơn cả Gen.G vì nhất đội tuyển này có anh lộn đầu biết cách côn team. Tại đội tuyển mới này, Doran, Peanut và Delay vừa được bảo hiểm cuộc sống trên giấy tờ, vừa được tài trợ tập gym cật lực để nâng cấp cuộc sống ngoài đời. Việc tập gym có lẽ sẽ giúp họ có thể tự tin đấm vỡ mồm đội tuyển cũ và các đồng đội cũ mỗi khi gặp lại. Vì quá nghèo để giữ chân đội hình cực mạnh mùa này, KT đã buộc phải bán gần hết, chừa lại mỗi BDD và chọn đặt niềm tin sức mạnh của tình bạn. Dep trở lại mái nhà xưa trong mùa giải cuối cùng của mình, Same Energy với màn tái hợp của Dep với Dragon X năm 2022. Khi đó thì pháp sư thời gian cũng khóc rằng hết mùa anh nghỉ, nhưng mà lỡ vượt thế giới nên là anh chưa nghỉ. Nối bước chân của Dep là ngày Barrel vì quá hối hận khi gián tiếp đá đít KT khỏi chung kết thế giới 2023 bằng bàn tay bốc thăm, ngày Barrel liền chấp nhận mức lương không cao để gia nhập đội tuyển này nhằm bù đắp. Ngoài ra, ngài cũng khẳng định rằng mình không cần tiền, chỉ cần được gacha thoải mái và chơi cùng anh Dep là đủ. Bên cạnh đó, ngài Pio6 cũng đầu quân cho KT để tái ngộ hai đàn anh.
Quay về Hàn Quốc sau một năm đổi màu cuộc sống ở xứ Bắc Mỹ không có tình người, ngài Mark chắc chắn đã nhớ cảm giác được anh Depp bơm thoại vào đầu, còn ngài Barrow thì không ngừng chửi bới. Với tất cả những yếu tố trên, có thể nói Katie Roster sẽ là một đội tuyển cực kỳ đáng gờm vào năm sau bởi nội tại mênh chính anime và sức mạnh của tình bạn. Một thương vụ không quá nổi bật và có phần khiến nhiều khán giả chạy lòng lẫn tiếc nuối đó là việc Teddy sẽ nhập Dragon X, rồng xanh mắt lé sau khi vô địch thế giới chỉ còn đặt mục tiêu là Eco để kiếm tiền. Vì vậy Teddy đến đội tuyển này đồng nghĩa với cơ hội trở lại với vinh quang bằng con số 0. Thật sự đáng tiếc cho một trong những xạ thủ tài năng nhất lịch sử, nhưng sự nghiệp lại đang dần tuột dốc không phanh. Bom tấn đáng chú ý cuối cùng của LCK là màn tái hợp giữa Bro và ngài Morgan, khi mà tất cả đều đã tưởng rằng ngài sẽ ra đi, nhưng không, cuối cùng thì Bro vẫn quá cần ngài, còn ngài cũng chót yêu thương các tín đồ ở đây bằng cả linh hồn. Vậy là Bro may mắn tiếp tục nhận được sự che chở đầy bao dung và độ lượng từ ngài Morgan vĩ đại. Trái ngược với khu vực LCK với những quả bom tấn nổ liên hồi, các khu vực lớn khác tuy chuyển nhượng cũng tới tấp nhưng cũng chỉ dừng ở mức lựu đạn mà thôi. Thương vụ đáng chú ý nhất của khu vực LPL là màn trao đổi mid laner giữa hai bố con JDG và BLG. Sau một năm đến BLG để dưỡng già nhưng bị mấy thằng em đồng đội chơi đánh bắt đánh hết năm ván này đến năm ván khác, lần nào cũng thua sám hồn, Yagao quyết tâm cuốn gói ra đi. Và anh già đã trở lại đội tuyển cũ Jingdong Gaming với mục tiêu dã cho BLG như dã gạo ở mùa sau. Người bị Yagao thế chỗ, đồng thời cũng thế chỗ Yagao không phải ai khác là ông bạn thân Nai. Sau khi bị tế vì cosplay anh Vinh Lúa ở chung kết thế giới, Nai đã đi bụi. Nhưng bụi này lại có tên là BLG. Và sự có mặt của Dương Quá kết hợp với những ngôi sao hàng đầu là Bin, Xuyên, LK và On đang biến BLG thành một super team khá đáng sợ. Dự là mùa sau, đội tuyển này sẽ không còn là quý tử của Jingdong nữa, mà cả hai đội sẽ đấm nhau ngang cờ để giành quyền làm con trai cưng của T1 tại chung kết thế giới. Liệu rằng cuộc chiến lâu năm giữa Yagao và Nai có đảo chiều kết quả? Sau 2 năm thành công trong màu áo của Jingdong Gaming, 369 đã chia tay đội tuyển để trở lại mái nhà xưa top eSports. Quay về đội tuyển đã làm nên tên tuổi của mình, nhưng không còn cá Barca ở đây nữa, 369 chắc chắn sẽ có một cương vị mới trong màu áo cũ. Một vụ chuyển nhượng khác tương đối gây sốc là huyền thoại Meiko của Edward Gaming, rời đội sau gần cả thập kỷ gắn bó. Tưởng chừng như Meiko sẽ là người của Edward Gaming suốt đời, nhưng giờ đây anh sẽ khoác màu áo của top eSports để tạo ra một đội hình có khả năng cạnh tranh chức vô địch. Top God The Shy sau kỳ chung kết thế giới 2023 tương đối cháy đã quyết định tạm nghỉ thi đấu. Không phải vì sang chấn tâm lý do bị thần sấm hành hạ, mà có thể là do một số vấn đề về lương bổng với nhà cái Weibo 88 làm ăn phát tài như thế mà chẳng thưởng cho The Shy Ca thêm tí nào cả. Thôi thì Top God buộc phải rời đội để tạm nghỉ, dưỡng sức, chờ ngày tái ngộ vậy. Liệu Weibo không còn The Shy gánh vác, sẽ đào đâu ra xế hộp với biệt thự view biển đây? Chuyển sang thị trường chuyển nhượng châu Âu, đáng chú ý nhất là màn nói lời chia tay đồng loạt của Caps và đồng đội với đội tuyển G2 eSports. Họ chia tay đội để về nhà nghỉ ngơi, sau đó quay trở lại đấm T1 rồi giành luôn cúp vô địch đấu tập thế giới. Năm tới, giáp xích trung ương này sẽ lại tiếp tục gắn bó cùng nhau với tôn chỉ bảo vệ chiếc cúp trên team của mình và trả thù Bắc Mỹ. Bên cạnh hề 2 chính cống, có một hề 2 10 cống đã tái hợp nhưng trong màu áo của team Heretics. Ba đảng viên kỳ cựu của hề 2 một thời là Quân Đần, Giang Văn Cốt và Phước giờ sẽ sát cánh cùng nhau thêm một lần nữa. Liên minh huyền thoại châu Âu dự kiến sẽ có một năm 2024 cực kỳ hạnh phúc. Hạnh phúc vì những chàng cười phọt cả Chu Bin bởi họ sẽ được chứng kiến hết giáp xích áo đen nọ đến giáp xích áo trắng này biểu diễn. Đến khu vực Bắc Mỹ, những thương vụ đáng chú ý nhất của viện dưỡng già này là màn tái hợp của cụ Impact và Team Liquid sau vài mùa giải chia tay. Tín đồ được sủng ái nhất của ngài Morgan là Samuel Umtiti cũng phổi bạn ngài để trốn sang Bắc Mỹ gia nhập đội tuyển này. Với sự bổ sung hai nhân tố Hàn có vẻ xịn, Liquid nhiều khả năng sẽ không bị gam Upbo lần nữa vào năm sau. Đội tuyển ứng viên vô địch LCS số 1 chắc chắn là C9. Cửu Vân Bang vừa chào đón Cho Cho Pun và Vulcan gia nhập. Đây là hai ngôi sao hàng đầu của khu vực, đồng thời sở hữu nội tại gõ đầu châu Âu. Qua đó, C9 không chỉ mạnh trong quốc nội, mà với line-up ở mùa giải năm nay, C9 sẽ có thể tiến bộ hơn nữa ở đấu trường quốc tế với dàn hảo thủ này. Trở lại với khu vực VCS của Việt Nam chúng ta, có thể thấy đương kim vô địch GAM eSports là đội có sự thay đổi lớn nhất. Bộ đôi đường dưới là Slader và Palet đã chìm cút, bất ngờ nhất là Mid King VCS KT cũng chìm cút nốt khỏi đội tuyển áo vàng đen. Chỉ còn lại Kia và Levi ở lại. Để thay thế bộ ba kể trên, GAM đưa về Mr. Zero, Elio và Blazer thì đang theo dạng tin đồn khá chuẩn. Ba cái tên bổ sung này dĩ nhiên là tệ, nhưng trên thị trường chuyển nhượng cũng không còn ai ngon hơn. Vì vậy GAM ở mùa giải tới không còn quá mạnh như trước nữa, tỷ lệ vô địch cũng giảm xuống thấp. Họ buộc phải chơi như Dương Quá, Kaido Kiea và Big Mom Levi sẽ gánh còng lưng bộ ba tam tai cánh dưới. Rất may cho GAM là họ đã bổ sung kịp thời huấn luyện viên trưởng Bụi Mập cùng hai phó tướng là Rô Chó Điền và Hibe. Gian thế giáo này tương đối chất lượng có thể giúp GAM cứu vãn được cơn tam tai này. Đá nhẹ qua hai cái tên được GAM quăng nón vàng nhưng cuối cùng cũng bị GAM hiến tế để bảo vệ quỹ lương đó là Slader và Palette. Cả hai gần như sẽ tạm nghỉ thi đấu ít nhất tại VCS mùa xuân. Slader thì tìm nơi yên tĩnh để được nghe Đơ nói nè. Sau đó thì Đơ sẽ giải CV đến các đội nước ngoài rồi ngậm ngùi tiếc nuối vì mình bị từ chối.
Trong khi Doggo thì được nhường tài nguyên và nổ súng ầm ầm ở LPL. Còn Palet thì đang trên con đường trở thành một người mẫu kiêm KOL toàn thời gian. Dự là sau kỳ chung kết thế giới đáng nhớ vừa rồi, Trung Hoàng Hiệu đã muốn kết thúc sự nghiệp quyền thủ huy hoàng của mình. Ngài Phê sau nhiều mùa giải ẩu lên đìa VCS trong màu áo của GAM cuối cùng đã dứt áo ra đi. Gần như 100% Midking VCS sẽ nhập Viking Esports, đội tuyển tiếp quản Sài Gòn Buffalo với trình độ luôn đứng số 1 Việt Nam qua các năm qua và tâm lý đã được giải tỏa sau kỳ chung kết thế giới 2023 thành công. Ngài Phê cơ dự là sẽ tiếp tục ẩu lên đìa như là ẩu lên đìa của GAM trong mùa giải sắp tới đây. Đội tuyển cầm đèn đỏ mùa trước là MBE sau khi giành quyền trở lại VCS đã bổ sung liên tục hai bản hợp đồng chất lượng là Style và Ngài X. Style chính thức tái xuất giang hồ, hội ngộ với thầy Jackie Win, chứng minh rằng Deep Kid luôn chỉ là sự lựa chọn cùi bắp hơn mình. Đồng thời, Style cũng có rất nhiều món nợ cần phải trả với GAM và đám cư dân mạng toxic xưa kia. Những người này đã chỉ anh không khoác gì Susan, sau cú nhanh như điện từ London bay thẳng về Sài Gòn. Còn GAM cũng vì vậy mà thằng thừng phổi bạn anh. Giờ đây, báo thù trong hình hài của Style đã trở lại để săn vài cái đầu. Trợ giúp Style trên hành trình rửa hận này sẽ là Ngài X, người đồng đội cũ trong màu áo của Sài Gòn Buffalo trước kia. Đến với hai khu vực hảo huynh đệ của Việt Nam là Nhật Bản và Đài Loan, từ mùa giải năm sau, giải LGL của Nhật Bản sẽ chính thức được sát nhập với PCS của Đài Loan. Những đội tuyển đứng đầu vòng bảng của LGL phải tham dự vòng playoff cùng với các đội đứng đầu vòng bảng PCS thì mới có cơ hội giành vé đi giải quốc tế. Vậy là sau nhiều năm không có thành tích gì ấn tượng trên đấu trường Liên minh Huyền thoại thế giới thì Liên minh Huyền thoại Weibo gần như đã endgame sau vụ chuyển nhượng cả khu vực này. Nói về PCS thì lá cờ đầu phở Sài Gòn của họ vừa có lời nói cảm ơn với Kylian M. Apple. Những là lời cảm ơn vì phó chủ tịch đã chấp nhận rút lại quy định giải nghệ để tiếp tục cùng phở Sài Gòn ăn hành thêm trên đấu trường thế giới thêm ít nhất là một năm nữa. Trước đó sau khi bị ông ngưỡng của Adam cho xuống ngưỡng máu tử ở chung kết thế giới, em Apple đã tuyên bố giã tử sự nghiệp. Và quả bom tấn chuyển nhượng cuối cùng là bản hợp đồng mang tên Vinicius Junior của Cù Lao. Sau rất nhiều khó khăn trong việc đi đêm, treo kéo, hứa hẹn đủ điều, cuối cùng thì Cù Lao đã có được cái gật đầu của tiền đạo người Brazil. Ở mùa giải năm sau, dự là Cù Lao sẽ không ngán bố con thằng nào cả. Họ có thể thắng kèo chạy đua nhờ tốc độ bàn thơ của Vinicius, có thể thắng kèo thi nhảy nhờ vũ điệu samba của Vinicius. Thích thì họ có thể mang 35 cúp La Liga, 14 cúp C1 của Vinicius ra đếm và tuyên bố T1 chỉ là tuổi còn ngàn con mà thôi. Và đó là tổng hợp toàn bộ thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý nhất của tiền mùa giải 2024. Nếu thấy video hay và bổ ích thì hãy like và subscribe để ủng hộ MGN Esports sớm lên được 100k sub nhé. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.